bỗng nhiên trở về đoàn tụ với gia đình sau gần nửa thế kỷ được coi là đã hy sinh, người lính già Vi Văn Yêu mang trong mình những dấu tích của chiến tranh và niềm mong mỏi của người con nơi đất khách, trở về quê hương trong sự nghẹn ngào mừng vui của người thân và bà con trong xã. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng như không bao giờ sẽ có lại được ví như câu chuyện cổ tích với những điều kỳ diệu. Người dân bản Tiến, xã Lâm Phú và gia đình ông Vi Văn Hiểu chào đón người con của quê hương trở về sau 47 năm xa cách bằng niềm vui và những giọt nước mắt nghẹn ngào xúc động. Bà Hà Thị Ỏm, người chị dâu trẻ trung năm nào, giờ đã ở cái tuổi xế bóng. Bà rưng rưng nhớ lại những ngày mới về làm dâu, chưa kịp chăm sóc em thì đã phải chia ly, rồi lại ngỡ rằng tử biệt. Gặp lại sau hơn nửa đời người, ai cũng đã bước sang cái tuổi bóng ngả xế tà, giọt nước mắt vui mừng hạnh phúc không ngừng lăn qua những khóe chân chim. Nà mà thì bà đi hay hay bà nó quá rồi rồi thâu bảo bà nó tai hay nó ham tai rồi bà thì nó bà mà hơn nữa ừ chị đừng khóc nữa chị ơi em còn sống chị bà cũng không nói được thương quá cho bà mà bua nó thì chị biết tôi bà năng lại bua nó người sam pí nó lại bay lính bà ăn bay nó bay vậy đâu bà bay không có bắp chả rồi mà làm mà bà đi bà ừ sao có cố gắng bay kia vậy đâu bồi hen tay bươn xi mình có bay bươn xi nè có lúc nung tẹt tô cầm bỏ mà nè bố chung à ừ bà cả nó đi cố gắng bay nhăn sống nó mình nhăn nổi ừ ngắm chơi đồ cổ ngắm hồn nó khay ha hồ bà nó nhàng hèn già hồ bà nó nhàng hèn nhá bà có ha buồn hình đá ừ thế mà mượn mai có cho bà mì có bắt dù mà thì mì có bắt tay. Cách đây vừa tròn 47 năm, chàng trai trẻ Vi Văn Yêu ở bản Tiến, xã Lâm Phú lên đường nhập ngũ trong nỗi đau tột cùng vừa mất đi người thân. Lòng đau xót của người con vì chiến tranh không thể chịu tăng cha, cộng với niềm căm thù giặc đã thúc giục người thanh niên ấy thêm chắc tay súng để lên đường đánh giặc. Tháng 4 năm 1974, người lính Vi Văn Yêu nhập ngũ. Vì ác liệt của chiến tranh, ông cùng đồng đội trong đơn vị ngay lập tức được giao nhiệm vụ đánh thẳng về Hậu Giang. Rồi mưa bom bão đạn, những trận càn quét của quân địch khiến đồng đội trong đơn vị hy sinh rất nhiều. Ông cũng vì bị thương trong một trận sập hầm mà mất liên lạc. Thế nhưng trong suốt gần nửa thế kỷ qua, những ký ức về chiến tranh của người lính năm xưa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Đầu tiên bộ biến chế miền Đông, miền Tây miền Đông này tới con số nó đủ rồi. Thiếu biến chế đợt này 120 người khu đó. Mình xuống miền Tây là nó thiếu. Nó thiếu nó đưa xuống miền Tây là đánh luôn. Chết nhiều lắm, khu đó đi chạy không, lính nổ súng lính mới mà miền Bắc vô mà đâu biết. Đánh là bắt đầu là máy bay nó xuống á, xuống rồi nó đổ quân xuống, rồi mình đánh vô mà lấy không được, rút ra coi như là ra là mình moi đột kích đó, bắt đầu cứ một hầm là hai người, sập hầm cái là chú cũng chưa biết nữa, rồi nó cổng nó lôi ra mà tới ra ngoài nằm một tháng mới biết là mình sập đau bệnh đó. Thời điểm đó là năm 74, vô là đánh liền mà, cuối năm 74 gần năm 75 á, à, lương thực ở trên mà ấy là không chở vô không được. Nó đánh cắt đường dây luôn, nó cắt bóng đèn ban đêm rồi ban ngày giờ đâu có vô đó được, mình lấy không được, lương khô lương thực là hết rồi, hết là cơm sấy cũng hết luôn, là chỉ có đâm củ chuối ra trên thuyền củ chuối lắm, chuối hạt đó. Đâm là ăn 7 ngày 7 đêm ăn mà không có gì ăn hết. Gần 50 năm đằng đẵng, ông Vi Văn Hiểu và những người thân trong gia đình vẫn đinh ninh rằng người em của mình đã hy sinh và nằm lại đâu đó trên chiến trường. Vẫn tiếc nuối rằng chưa thể tìm được em về với gia đình tổ tiên. Và kỳ tích thực sự xuất hiện như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Ông Yêu trở về khỏe mạnh ngay giữa sự ngỡ ngàng của người thân và bà con trong bản. Hòa lẫn trong những cái nắm tay, những nụ cười hạnh phúc là tình cảm gắn bó yêu thương mà bấy lâu nay được mọi người chôn chặt.
tìm về căn nguyên của cuộc gặp gỡ kỳ diệu này, chúng tôi nghe người lính Vi Văn Yêu chia sẻ. Mặc dù đã gắn bó gần như cả đời người với quê hương thứ hai, nhưng ông luôn mong mỏi được trở về nơi mình sinh ra, về với anh em họ hàng. Trong ông luôn có một tâm niệm, một ngày nào đó sẽ lên đường tìm về nơi mà những người thân yêu của mình đang sinh sống. Bởi vậy, ông đã nhiều lần dặn dò người con cả tìm mọi cách để liên lạc ra Bắc, tìm về với cố hương, và trời quả thật đã không phụ lòng người. Trước kia thì nhà nước thì công nhận cũng báo là ông mất rồi, mất chết, nói chung là thế. Đến bây giờ ông còn sống thì thương tiền thì đăng ảnh về, đầu tiên đăng ảnh về. Thì tôi cũng cảm nhận là cái này là chú ruột rồi, thì tôi đưa cho các ông trong gia đình người quen biết. Ông để nhận dạng là đúng là có phải là ông của gia đình mình không, thì các ông mà đúng là giống lắm. Thì tôi mới hỏi là ông còn nhớ được tên địa danh ở đây ở là anh em trong họ gia đình của mình không, ông nhớ được hết. Vâng, thì đến hôm nay thì ông lại ra đây thăm gia đình, tìm về gia đình mình. Được tin người liệt sĩ Vi Văn Yêu trở về, bản nhỏ nơi vùng Cao Lâm Phú như càng rộn ràng hơn. Những ngày này, anh em trong họ, bà con trong bản đều đến thăm hỏi, chúc mừng và chia vui, khiến cho niềm vui càng nhân lên gấp bội. Ông Lương Văn Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Phú cho biết, niềm vui đoàn tụ của gia đình ông Yêu những ngày này đã không còn là niềm vui trong bản nhỏ nữa, mà là niềm vui chung của toàn thể nhân dân trên địa bàn xã Lâm Phú. Sau khi mà chính quyền địa phương xã nhận được cái thông tin của ông Vi Xuân Yêu đã báo tử rồi, mà hiện nay thì ông đang còn sống, trở về thăm đoàn tụ với gia đình. Thì ngay sau khi mà nhận được thông tin thì anh em chúng tôi có chỉ đạo cho anh em là cán bộ chuyên môn cấp dưới xuống để xác minh, lập biên bản, xác nhận xem là có đúng thực tế là ông Vi Xuân Yêu hay không. Thì trên cái thực tế thì sau khi mà anh em xuống xác minh là ông đã có cái công nhận và ông là người bản tiến, có anh em họ hàng. Trên cái cơ sở đấy thì anh em xã sau khi mà lập biên bản xong thì cũng đã báo cáo về phòng lao động thương binh xã hội, rồi là báo cáo về huyện đội về cái tình hình của ông là sau khi 48 năm sau chiến tranh, thì là hiện nay thì mới nắm biết được cái thông tin để xin ý kiến của cấp trên, bởi vì là liên quan đến cái chính sách hưởng theo cái chế độ là liệt sĩ. Tấm bằng Tổ quốc ghi công như minh chứng cho sự nghiệt ngã của chiến tranh vừa được anh Thuận tháo xuống trong niềm vui, sự nghẹn ngào của cả gia đình. Chúng tôi không biết nên vui mừng hay xót xa cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, khi mà người lính trẻ ngày nào ra đi cứu nước nay trở về đã ở cái tuổi xế bóng. Khi mà những người ở lại đã từng cạn khô nước mắt, nay gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi. Giây phút này, chúng tôi cũng không khỏi ngậm ngùi khi nghĩ về hàng triệu gia đình liệt sĩ, có mấy người có được kỳ tích như hôm nay. 46 năm sau ngày thống nhất đất nước, niềm vui đoàn tụ lại được lần nữa thắp lên trên một bản vùng cao.